chào các bạn, hôm nay GameHub.vn sẽ giới thiệu tới các bạn tựa game Puppet Punch, tức là đấm bọn rối. Đây, thì nhân vật chính của chúng ta là một cậu bé đeo kính rất là dễ thương. Chúng ta sẽ đi theo map là từng các màn một như kiểu leo thang ấy. Về cốt truyện thì kiểu cậu bé này vào cái trung tâm trò chơi điện tử và thấy trò nào cũng rất là nhạt nhẽo và kiểu cổ lỗ sĩ, và bất ngờ vào được một khoang có cái trò này. Thì đấy, chúng ta có thể nhìn thấy là đi theo màn trông rất là bắt mắt. Và bấm vào nút play này, chúng ta sẽ nhìn thấy gameplay chính là cậu bé hai tay có hai cái bấm hai cái đấm bốc này. Đấy, nhiệm vụ của chúng ta là bấm vào những cái bọn quái, bọn nó bấm bọn nó rơi từ trên xuống. Ít, đừng, không cho bọn nó tới gần. Nếu bọn nó tới gần là bọn nó sẽ cắn máu của mình. Máu thì ở phía trên trên cái bên tay trái, góc trên tay trái màn hình ý. Đấy. Mình vừa ăn được cái nam châm nên là nó tự động hút vào, không mất công phải bấm lên màn hình ý. Ngoài ra có một lưu ý là không được không được bấm vào những con mà có cầu quả khai bên ngoài, không là sẽ cũng sẽ bị mất máu. Đợi nó mất đi đã. Bọn này rất kiểu nhân cơ hội đến gần ý. Ngoài ra thì mình còn có thể ăn được những cái bao tay kiểu vàng hoặc là bạc ấy, thì bấm lực sẽ mạnh hơn. À, đánh được một lúc thì mình sẽ gặp boss. Sắp đến chưa nhỉ? Đấy, chúng ta có thể đấm để phá những cái đấy, boss đây rồi. Phá những cái lưỡi cưa hoặc là để ăn tiền. Đúng không ạ? Úi, không được bấm vào mấy cái... Úi, sắp hết máu rồi. Đấy, mình còn 2 máu. Bắt đầu bàn rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải đi liên tiếp. Và nó sẽ tặng thêm một ít máu thôi. Còn nếu mà mình thoát ra ngoài thì sẽ lại phải chơi lại từ đầu. Rất buồn. Ôi, mất rất nhiều máu, chắc chết rồi. Tạm biệt. Không có cái nào để hồi máu nha. Ôi, kiểu combo ấy, cho nhiều vàng. Gói vàng này thì chúng ta sẽ đi shopping rất là vui. Ôi, sao vẫn chưa chết nhỉ? Lỗi nha. Ôi, đấy. Nhiều khi kiểu bị loạn ấy là đấy được. Để chúng ta có thể give up hoặc là mua thì sẽ tốn tiền. Đây, chúng ta đã được thưởng đây. Và lên level nữa. No thanks. Add aura. Cái aura này chắc là để cái tính năng để cái quả đấm của mình mạnh hơn. Thì mình phải lên càng cao ấy thì thêm một số các tính năng càng mở. Có thể thấy là mình đấy, mình vừa chơi thì nó mới mở thêm một chút. Đấy. Bây giờ là mình lên, hình như mình vừa qua bản 2 và chuẩn bị lên bản 3. Chơi theo kiểu level ấy. Không định cái shop để mình mua sắm đâu nhỉ. Đấy, chắc là nó sẽ chỉ mua thế thôi chứ không có nhiều sự lựa chọn. Đó, thì vừa rồi là trải nghiệm của mình về tựa game Puppet Punch, một tựa game khá là vui và thử thách cái tốc độ phản xạ của bạn cũng như khả năng quan sát ấy. Hy vọng là các bạn sẽ thích tựa game này, một tựa game đồ họa rất là đẹp và có trên cả trên iOS. Cũng khá là nhẹ nữa, không nặng quá, chúng ta chơi dễ dàng. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các review khác của GameHub.vn. Để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về làng game mobile trong nước và quốc tế, các bạn có thể theo dõi tại website fanpage của GameHub.vn. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại!